Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video này thì em đang có mặt tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km, cách bến xe An Sương là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Và trong video này, Biển Xanh xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một căn nhà vừa mới hoàn thiện, thiết kế xây dựng xong rất là đẹp. Căn nhà ngày hôm nay có hướng Bắc cho nên khá là mát mẻ anh chị nhé. Trên màn hình anh chị thấy là căn nhà mà em muốn chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình ngày hôm nay. Căn nhà này có hướng Bắc, được xây trên nền đất là 4 dài 16, tổng diện tích đất là 64,4 m², thiết kế xây 1 trệt 2 lầu, tổng diện tích sàn là 175,6 m², bao gồm 5 phòng ngủ, 5 nhà tắm và WC. Căn này đã hoàn công đầy đủ rồi anh chị nhé. Đường nhựa, nước máy, vỉa hè cây xanh, dân cư đông đúc. Căn nhà này thiết kế theo kiểu Tây Âu cho nên rất hiện đại. Phía bên ngoài chị chủ nhà cũng đã rất cẩn thận làm cổng sắt 4 cánh, có gắn chuông cửa cũng như là đèn cổng sẵn luôn rồi anh chị nhé. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ di chuyển vào bên trong để cho anh chị mình xem và khám phá căn nhà này. Đầu tiên chúng ta bắt gặp là không gian của khu vực để xe. Chị chủ lùi vô 2 m để làm sân đậu xe, và lên lầu thì chúng ta lại đua ban công ra là 1 m 4, đủ tiêu chuẩn để hoàn công. Mặt tiền phía trước căn nhà sử dụng là cửa kính cường lực nhôm xin pha cao cấp. Căn này vừa mới hoàn thiện xong, thiết kế rất là đẹp và chuẩn, đẹp đến từng cm. Đây là không gian của phòng khách, cũng khá là rộng rãi anh chị nhé. Hệ thống đèn LED, đèn chùm tiết kiệm điện tối đa, cũng như là rèm cửa chống chói cao cấp cũng đã gắn sẵn luôn rồi. Anh chị mình mua về là không có phải làm gì nữa. Điện nước wifi là kéo vào tới nơi rồi. Không gian của phòng khách nhìn rất là sang. Sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý rõ ràng, đã hoàn công đầy đủ. Từ phòng khách chúng ta di chuyển vào bên trong là không gian của phòng bếp. Lối thiết kế của cái chị chủ này theo kiểu Tây Âu, nhìn nó rất là Tây. Và căn này có giá là 3 tỷ 330 triệu, giá đã bao gồm tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh bất cứ một chi phí nào anh chị nhé. Căn nhà thiết kế theo lối hiện đại nhìn rất là sang chảnh. Và ở dưới tầng trệt này, chị chủ có thiết kế một phòng ngủ dành cho những anh chị nào mà có ông bà ở cùng, thì ông bà có thể ở dưới cái phòng ngủ này nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn đây là không gian của nhà tắm và WC ở dưới tầng trệt. Những cái nội thất cũng đã lắp sẵn hết rồi anh chị nhé. 3 tỷ 330 triệu là anh chị mình chỉ việc xách vali lên dọn vào ở ngay, giá trọn gói. Bao gồm tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, sổ hồng riêng trao tay, không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Và lâu lâu mới xuất hiện một căn mà có phòng ngủ ở dưới tầng trệt như thế này anh chị nhé. Bây giờ thì em sẽ dẫn anh chị mình di chuyển lên trên lầu 1 để chúng ta khám phá. Tay vịn cầu thang sử dụng bằng gỗ kết hợp với kỹ nghệ sắt, nhìn cũng rất là đẹp. Lên không gian của lầu 1 này thì chúng ta có 2 phòng ngủ cực kỳ là rộng, 2 nhà tắm và WC sử dụng riêng, khép kín trong mỗi phòng ngủ. Đây là
là không gian trong phòng ngủ cực kỳ là rộng, ấm cúng. Căn này xây trên nền đất là 4 dài 16, tổng diện tích đất là 64m2 đã hoàn công rồi. Và tổng diện tích sàn là 175,6m2, thiết kế có một phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Tổng cộng căn này có 5 phòng ngủ anh chị nhé, 5 nhà tắm và WC. Tọa lạc ngay trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh. Không khí trong lành mát mẻ, đường nhựa, nước máy, vỉa hè cây xanh, dân cư đông đúc. Chúng ta di chuyển vào trung tâm Sài Gòn thì cũng không quá xa. Và bao bọc quanh khu vực huyện Đức Hòa này thì rất nhiều các cụm và khu công nghiệp đang hoạt động. Và trong khu này thì không khí vô cùng trong lành và mát mẻ. Anh chị mình có thể về đây ở, sinh sống an cư lập nghiệp rất là tốt. Căn nhà ngày hôm nay thiết kế khá là hiện đại, vừa mới hoàn thiện xong, vẫn còn rất là thơm mùi sơn. Giá 3 tỷ 330 triệu. Anh chị và các bạn theo dõi video này thấy nó phù hợp nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì hãy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline 037 730 4018. Biển Xanh sẽ đón và dẫn anh chị mình xem nhà. Chúng ta có thể xem căn này và xem thêm một số căn nữa để mình đưa ra cái sự lựa chọn, cân nhắc. Và tiếp tục, Biển Xanh dẫn anh chị mình lên trên lầu 2. Lầu 2 cũng có 2 phòng ngủ thiết kế y chang như là ở dưới lầu 1 anh chị nhé. Một căn nhà rất là đẹp, chuẩn, hoàn hảo đến từng cm. Với lối kiến trúc hiện đại theo kiểu Tây Tây cho nên là nhìn căn nhà nó khá là đẹp, chuẩn. Những cái tông màu kết hợp trong căn nhà này nhìn cũng rất là hài hòa. Anh chị và các bạn đang theo dõi video căn nhà này thì thấy nó phù hợp nhu cầu của mình. Hãy nhanh tay kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline trên màn hình. Em sẽ gửi sổ hồng để chúng ta xem và mình đi xem nhà. Sở hữu ngay căn nhà đẹp giá rẻ này anh chị nhé. 3 tỷ 330 triệu sổ hồng riêng đã hoàn công rồi. Chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.